Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung phối hợp với Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng và các cơ quan chức năng vừa triệt phá thành công một đường dây vận chuyển ma túy trái phép từ Nghệ An vào Đà Nẵng tiêu thụ do hai đối tượng nữ thực hiện. Trước đó, thực hiện kế hoạch phối hợp đấu tranh chuyên án với đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An vào thành phố Đà Nẵng tiêu thụ. Vào lúc 19 giờ ngày 13 tháng 10, tại khu vực biên giới biển thuộc địa bàn đồn biên phòng Hải Vân, Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng chủ trì phối hợp với Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng và Bộ đội Biên phòng các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng đấu tranh thành công bắt giữ hai đối tượng là Lê Thị Hậu sinh năm 1997 trú tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu và Võ Ngọc Ánh sinh năm 1995 trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ. Hai đối tượng bị bắt khi đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 1 kg ma túy tổng hợp ketamine và một số vật chứng có liên quan. Qua lấy lời khai ban đầu, các đối tượng khai nhận đã trực tiếp đi từ thành phố Đà Nẵng ra huyện Quế Phong, Nghệ An mua số lượng ma túy trên để mang vào Đà Nẵng tiêu thụ thì bị bắt giữ. Hiện cơ quan chức năng Bộ đội Biên phòng đang hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố vụ án hình sự, bàn giao đối tượng cho công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.